Chào tất cả các bạn học sinh thân yêu thầy Nhật nhé. Hello hello kem. Online chưa các bạn nhỉ? Hello hello các bạn. Thầy đây các bạn nhé. Đấy. Hello kem. Học sinh cưng của tôi đâu hết rồi ạ? Những con người thì non hẹn biển với tôi đâu hết ạ? Những con người nói với tôi là yêu thương tôi vô cùng tận đâu rồi? Thầy Nhật đây các bạn nhé. Online lên các bạn nhé. Đấy. Thầy đây rồi các bạn ơi. Đấy. 2K6 2K7. Đấy. Vào học bài cùng thầy Nhật em ơi. Học bài cùng thầy Nhật em ơi. Ok. Đấy. Online lên các bạn nhé. 2K6 2K7. Vào học bài cùng thầy Nhật các em ơi. Đấy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì ngoài việc thầy giảng cho các bạn phần đọc hiểu ngữ văn lớp 12 thì chúng ta sẽ có những phần quà như các bạn nhé. Đấy, dành cho những bạn tương tác nhiệt tình nhất trong buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, chúc các em nhận được những cuốn sách từ thầy Nhật các bạn nhé. Ok. Rồi thì trả lời game. Đấy, online hết lên nào. Đâu rồi nào? Đấy. Đâu rồi, chăm chỉ lên chưa các bạn ơi? Đấy, chăm chỉ hết lên các bạn nhé. Thầy luôn sẵn sàng được đồng hành cùng với các bạn học sinh 2K6, 2K7 trên khắp cả nước. Ok, được chưa nào? Rồi, thầy trả đã ở đây nhá. Đấy, trong buổi học ngày hôm nay thì thầy sẽ tặng 100 cuốn sách đọc hiểu cho 100 bạn tương tác nhiệt tình nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và hy vọng là các bạn sẽ nhận được những cuốn sách đọc hiểu đến từ lớp văn thầy Nhật. Ok, đấy. Online hay lên con nhá, online hay lên nhá. Ok, chờ một tí thầy sẽ chia sẻ video này về các nhóm, đúng không? Đấy, thầy sẽ chia sẻ video này về các nhóm và các bạn hãy tương tác nhiệt tình các bạn nhé. Đấy, trong buổi ngày học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều những phần quà đấy, dành cho các bạn học sinh 2K6, 2K7 đấy, trên khắp cả nước khi tương tác nhiệt tình nhất, cháy nhất trong buổi học ngày hôm nay. Và tối ngày hôm nay thì thầy cũng sẽ giảng cho các bạn đó là phần đọc hiểu của chương trình ngữ văn lớp 12. Đấy, dù là sách cũ hay sách mới thì cũng đều phải học đọc hiểu thôi các bạn ạ. Đấy, chúng ta đều phải học đọc hiểu các bạn nhé. Đây là một cái phần cực kỳ quan trọng, đúng không em? Đấy. Tại sao thầy lại nói là nó cực kỳ quan trọng? Bởi vì thầy giải thích cho các bạn như thế này, cho các bạn dễ hình dung này. Đối với 2K6 thì đọc hiểu chiếm đến 3 điểm, đúng không? Đấy. Còn đối với 2K7 thì đọc hiểu sẽ chiếm đến 4 điểm, các bạn nhé. Nghĩa là nó sẽ chiếm rất nhiều điểm của các em. Đó, nó sẽ chiếm rất nhiều điểm của các em. Vì vậy lời khuyên của thầy dành cho các bạn là sai gì thì sai, đừng bao giờ sai đọc hiểu các bạn nhé. Đấy, sai gì thì sai nhá, đừng bao giờ sai đọc hiểu các bạn nhé. Ok, đấy, đấy là những cái lời khuyên rất là chân thành đến từ thầy. Ok, đấy, các bạn online lên nhá các bạn nhá. Đấy, được chưa nào? Từ từ nhá. Trước hết thì trước khi vào buổi học thì thầy sẽ giải thích một chút về mini game, được chưa? Đấy, học thầy em được 9 điểm cuối cuối kỳ luôn à, chúc mừng em nhá. Ok thầy rất là vui nhá. Ok, sách của thầy cuốn nào cũng hay, cảm ơn em rất nhiều. Chào bạn Trọng Trinh, chào bạn Nguyễn Thị Yến Nhi, chào bạn là Leo Tủa, chào bạn Thu Uyên, chào bạn Trọng Trinh, chào bạn Ập Cơ, chào bạn Nguyễn Thị Yến Nhi, chào bạn Trọng Trinh. Ok, thầy sẽ giải thích một chút này, thầy sẽ giải thích một chút này các bạn này. Đấy, thầy giải thích một chút nhá. Thứ nhất là thầy nói về mini game của buổi tối ngày hôm nay, thầy giải thích về mini game buổi tối ngày hôm nay nhá. Được chưa? Đấy, lâu lắm thì thầy Nhật không tặng sách cho các em đúng không? Ok nhá. Thế thì nhân dịp 2K7 đúng không? Đấy. Chào đón năm học mới. Bởi vì đối với những bạn học sinh 2K7 ấy, có ý thức ấy thì các bạn ấy đã xuất phát sớm ngay bây giờ rồi. Đấy, đã học chương trình ngữ văn lớp 12 ngay từ bây giờ. Nha các bạn nhá. Cho nên là nhân dịp là 2K7 khai giảng lớp văn thầy Nhật khai giảng khóa online cho các bạn học sinh ở toàn quốc, đúng không? Học theo hình thức livestream được chưa nào? Thì thầy Nhật tặng các bạn nhé, thầy Nhật tặng các bạn được chưa nào? Đó là thầy tặng 100 cuốn, đúng không? 100 cuốn sách đọc hiểu. 100 cuốn sách, 150 đề đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12 kèm đáp án chi tiết. Đấy. Và cuốn sách này là cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Cuốn sách này là cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Bởi vì đối với 2K6 đúng không? Thì đọc hiểu trong môn ngữ văn nó sẽ chiếm 3 điểm, đúng không? Ok. Còn đối với 2K7 nha, đối với 2K7 này, đúng nào? Thi đại học năm 2025 này, đúng không? Thì bắt đầu từ khóa 2K7
người ta sẽ rất chú trọng đọc hiểu. Và đọc hiểu của các em sẽ chiếm đến 4 điểm. Được chưa? Đấy, được chưa nào? Lưu ý nhá. Cho nên là video này cần với cả 2K6 và cần với cả 2K7. Đúng không ạ? Ok. Đấy. Các bạn hình dung chưa? Đây là cuốn sách có tên là 150 đề đọc hiểu kèm đáp án chi tiết. Được chưa? Ok. Và các bạn lưu ý thầy này. Đấy. Nhân dịp thầy khai giảng khóa học dành cho học sinh 2K7 môn ngữ văn lớp 12 theo chương trình mới thì thầy Nhật tổ chức mini game. Thầy sẽ tặng 100 cuốn sách 150 đề đọc hiểu nhá. 150 đề đọc hiểu đúng không? Đấy, cho các bạn học sinh 2K6 và 2K7 đúng không? Tương tác nhiệt tình nhất trong buổi học ngày hôm nay. Và tương tác sẽ được tính trên fanpage lớp văn thầy Nhật 1,3 triệu follow của thầy nhé. Ok. Các bước để các em nhận được cuốn sách đọc hiểu của thầy gồm có các bước sau. Bước thứ nhất, các em chia sẻ video này về tường ở chế độ công khai hoặc các em chia sẻ về các nhóm học tập 2K6, 2K7 nhé. Bước số 2, các em sẽ bình luận cho thầy, đúng không? Tên, số điện thoại và địa chỉ để thầy ship sách nhé. Nếu như các bạn trúng thưởng để thầy còn biết đường mà ship sách, ok nhá. Đấy. Bước 3 là các bạn sẽ phải bình luận đúng nào, đấy, sôi nổi trong buổi học các bạn nhé, đấy, được chưa? 100 bạn tương tác nhiệt tình nhất trong buổi học ngày hôm nay đúng nào thì sẽ nhận được 100 cuốn sách, 150 đề đọc hiểu kèm đáp án chi tiết môn ngữ văn lớp 12, được chưa? Đấy. Và kể cả trong chương trình mới môn ngữ văn thì 2K6 là 3 điểm và 2K7 là 4 điểm, chiếm rất nhiều điểm các bạn nhé. Cho nên video này 2K6 và 2K7 đều xem được. Được chưa? 100 bạn đúng nào tương tác nhiệt tình nhất trong buổi live ngày hôm nay thì thầy sẽ tặng cuốn sách này 150 để đọc hiểu cho các bạn đúng không? Và gửi về tận nhà cho các bạn đúng không? Tiền in nha các bạn nhé, in cuốn sách này thì thầy chịu 100% tiền in sách đúng không? Còn các bạn thì sẽ chỉ cần phải trả tiền ship cho các bạn nhé. Ok, 150 để đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12, được chưa nào? Đấy, chương trình mới hay chương trình cũ thì chúng ta cũng đều phải học đọc hiểu. Đối với anh chị 2K6 thì đọc hiểu chiếm đến 3 điểm. Còn đối với 2K7 thì sẽ chiếm đến 4 điểm các bạn nhé. Được chưa? Ok. Và ngày mai, đúng không? Ngày mai nhé các bạn nhé. Ngày mai thì thầy sẽ công bố, đúng không? 100 bạn may mắn và tương tác nhiệt tình nhất, đúng nào? Trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày mai là ngày 12 tháng 4, đúng không? Đấy. Năm 2024 các bạn nhé. Ngày mai thì thầy sẽ công bố danh sách 100 bạn, đúng không? Nhận được cuốn sách đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12 của thầy. Và thầy sẽ thông báo tại nhóm nhé các bạn nhé. Đấy. Thầy sẽ thông báo tại nhóm công khai. Đó là nhóm 2K7 học sinh lớp văn thầy Nhật các bạn nhé. Đây là nhóm công khai của thầy đúng không? Ngày mai thầy sẽ đăng kết quả ở trong nhóm này. Được chưa nào? Và hy vọng là các bạn học sinh 2K6, 2K7 sẽ ủng hộ nhiệt tình buổi livestream này của thầy. Để có cơ hội nhận được cuốn 150 đề đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12. Đúng không nào? Ok. Nhớ comment tên số điện thoại địa chỉ nhá. Không thầy không biết đường nào mà gửi sách cho các bạn đâu nhé các bạn nhé. Ok, rồi thì chào tất cả các em nhé. Thế thì bây giờ như này, thầy sẽ giải thích cho các bạn như này. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về đọc hiểu. Thế thì như này nhé các bạn nhé. Thứ nhất, khi chúng ta nói về đọc hiểu của môn ngữ văn lớp 12, đúng không? Khi chúng ta nói về đọc hiểu của ngữ văn lớp 12, thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Với 2K6 thì sẽ có 4 câu hỏi nhé. Đấy, có 4 câu hỏi, đúng không? Và nó chiếm 3 điểm. Và đối với 2K7 thì nó sẽ là 5 câu hỏi nhé. Đấy. Và đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12 của học sinh 2K7 đúng nào sẽ chiếm đến 4 điểm đúng không? Vì vậy là đọc hiểu dù là chương trình cũ hay chương trình mới thì cũng rất là cần với các em nhé. Đọc hiểu chương trình cũ hay chương trình mới thì chúng ta cũng rất quan tâm đúng không? Đó là kỹ năng là đọc hiểu trong chương trình ngữ văn lớp 12 đúng không ạ? Ok. Đấy, thế thì như này. Việc đầu tiên thì thầy giải thích lại với các bạn về những câu hỏi ở phần đọc hiểu này. Nào, lấy sách vở ra học bài cùng với thầy, không nghe giảng khơi khơi đâu nhá. Và nhớ tương tác thật là nhiệt tình để có cơ hội nhận được cuốn 150 đề đọc hiểu của thầy môn ngữ văn lớp 12 các bạn nhé. Ok, các bạn lưu ý này. Thứ nhất, khi chúng ta nói về đọc hiểu, đúng không? Đấy, nhá. Khi chúng ta nói về đọc hiểu của chương trình ngữ văn lớp 12, thì các bạn sẽ thấy là, đúng nào, chúng ta nhận thấy nhá. Thứ nhất này, đối với 2K6 đúng không? Đối với 2K6 nhé, nó sẽ có 4 câu hỏi đúng không? Nó sẽ chiếm 3 điểm, được chưa nào? Đấy. Còn đối với 2K7 nhé, đối với 2K7 đúng không? Nó sẽ là 5 câu hỏi
và nó chiếm 4 điểm. Đúng không em? Đối với anh chị lớp 12 2K6 thì thầy nghĩ rằng các bạn làm đọc hiểu trong khoảng 15 phút là đẹp, đúng không? Đấy, để xử lý 4 câu hỏi. Còn đối với 2K7 thì cái cách hỏi có đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12 của 2K7 nó khó hơn, đúng không? Vì vậy chúng ta có thể dành ra là 25 phút cho đọc hiểu nhá. Khi mà đọc hiểu trong chương trình mới nó chiếm đến tận 4 điểm, đúng không? Và thầy vẫn luôn dạy học sinh của mình rằng sai gì thì sai, đừng bao giờ sai đọc hiểu. Đừng bao giờ sai đọc hiểu các bạn nhé. Ok. Thế thì như này, khi chúng ta nói về đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12 thì nó sẽ thường có hai dạng câu hỏi, đúng không các bạn? Đấy, nó sẽ có hai dạng câu hỏi nhá. Dạng câu hỏi thứ nhất là những câu hỏi về mặt ngữ pháp, đúng không? Đấy. Dạng câu hỏi thứ nhất là dạng những câu hỏi về ngữ pháp. Ví dụ như là phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, thao tác lập luận, biện pháp tu từ và hiệu quả nghệ thuật. Rồi là phép liên kết, đúng nào? Cách trình bày một đoạn văn, đúng nào? Đấy, thì đấy nó gọi là những câu hỏi về mặt ngữ pháp nhé các bạn nhé. Đấy là những câu hỏi về mặt ngữ pháp, được chưa? Đấy, được chưa nào? Và loại câu hỏi thứ hai là loại câu hỏi ở dạng vận dụng. Đấy, vận dụng các bạn nhé. Đấy. Vậy thì trong phần đọc hiểu ấy, trong phần đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12 nhé, trong phần đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12 thì nó sẽ chiếm hai phần này, đúng không? Nó sẽ có hai nội dung chính để hỏi các em, đúng không? Một là những câu hỏi về mặt ngữ pháp và hai là những câu hỏi ở dạng vận dụng. Là những câu hỏi ở dạng vận dụng các bạn nhé. Ok. Thế thì như này, các bạn lưu ý ở thầy như sau, đúng không? Đấy. Nếu như nó là những câu hỏi vận dụng thì nó lại được chia thành hai loại, đúng không? Nó được chia thành hai loại nhé. Thứ nhất là nó hỏi các em là gì đấy? À, đó là những câu hỏi theo kiểu là theo tác giả. Đấy. Theo văn bản nhé các bạn nhé. Đấy, dạng câu hỏi thứ nhất. Đó là những câu hỏi theo kiểu theo tác giả, đúng không? Theo văn bản. Thế thì nếu như nó hỏi các em những câu hỏi ở cái dạng này, theo tác giả, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải tìm ra đáp án nhé, từ trong văn bản ấy, đúng không? Chúng ta sẽ phải tìm ra đáp án từ trong cái văn bản ấy, đúng không? Chúng ta không được chém nhé các bạn nhé. Chúng ta phải tìm ra đáp án từ trong văn bản. Bởi vì ở đây người ta hỏi là theo tác giả, theo đoạn trích, chứ không phải là theo anh chị. Thì đây là dạng câu hỏi thứ nhất. Dạng câu hỏi thứ hai đó là gì đấy? Đó là theo anh chị nhá. Đấy, theo anh chị, đúng không? Và tất nhiên là chúng ta không được xưng là anh chị với thầy cô rồi, đúng không các bạn? Đấy, các bạn không được xưng là anh chị đâu nhá các bạn nhá. Anh chị thấy thế nọ, anh chị thấy thế kia là chết đấy nhá các bạn nhá. Các bạn không nên làm như thế. Chúng ta nên không, chúng ta bảo là nếu bây giờ em xưng là em thì em thấy mình hơi nhỏ bé, nhưng nếu mà em xưng là tôi thì em thấy em hơi ngang hàng với thầy cô chấm bài, thì em thấy hơi bố láo nhá. Cho nên là nếu như nó hỏi em ở dạng câu hỏi theo anh chị ấy thì em có thể trả lời xưng là ta nhá, xưng là chúng ta, đúng không? Vừa không nhỏ bé mà lại không gì đấy, không ngang hàng với giáo viên, đúng không? Giống như môn toán ấy, đúng không? Chúng ta thấy, ta có các thứ ấy, các bạn nhớ thầy nhá. Thì đấy là gì đấy? Đây là những câu hỏi theo anh chị. Những câu hỏi theo anh chị thì em được trả lời theo ý hiểu của bản thân, đúng không ạ? Đấy. Và kể cả nó là dạng câu hỏi đồng tình hay không đồng tình thì em vẫn phải trả lời là tôi đồng tình vì sao, tôi không đồng tình vì sao, đúng không em? Đấy, tôi đồng tình vì sao, tôi không đồng tình vì sao nhá. Và lưu ý với thầy này, đã là những câu hỏi vận dụng thì chúng ta nên viết thành đoạn văn, đúng không? Đấy, có thể là từ 4 cho đến 5 câu và làm là đoạn văn các bạn nhé, chứ chúng ta sẽ không gạch đầu dòng nhá. Ok, nên xưng là ta, chúng ta. Nếu là theo anh chị thì mình phải tự trả lời theo ý hiểu của bản thân. Còn nếu là theo tác giả thì mình sẽ rút ra đáp án từ trong văn bản. Đúng không? Ok, đây là cái thầy đã hướng dẫn rồi nhá. Tiếp theo này, với những câu hỏi ở dạng thông hiểu ngữ pháp thì sao các bạn? Thì các bạn lưu ý thế này. Thứ nhất, chúng ta rất hay mất điểm cái câu những cái câu này. Tại sao? Thứ nhất này, các bạn phải nhớ được đủ đáp án này. Đấy, đúng không? Phải, việc đầu tiên là phải nhớ được đủ đáp án á. Còn không nhớ được đủ đáp án thì không thể làm việc được. Đúng không? Một là nhớ đủ đáp án nhé. Và hai là gì đấy? Hai là chúng ta phải phân biệt được các đáp án, đúng không? Đấy. Một là chúng ta nhớ đủ đáp án đó thầy. Và hai là chúng ta phải gì đây? Phải phân biệt rạch ròi được các đáp án với nhau, đúng không ạ? Đấy. Thế thì đây chính là gọi là gì ạ các bạn? Đây chính là những cái lưu ý đầu tiên của phần làm đọc hiểu nhá. Thứ nhất, nhớ thầy đủ đáp án. Thứ hai là phân biệt được rạch ròi các đáp án với nhau. Ok chưa? Rồi. Thời gian đối với anh chị 2K6 cho đọc hiểu là 15 phút. Còn đối với các em 2K7 thì đọc hiểu nó chiếm nhiều điểm hơn, nó chiếm 4 điểm.
thì các em nên dành ra 25 phút. Và đọc hiểu thì thầy không cần làm nhanh nhé các bạn nhé. Đọc hiểu thì không cần làm nhanh, mà đọc hiểu thì các bạn phải làm gì đấy, làm đúng và cẩn thận, đúng không? Đấy, làm đúng và cẩn thận các bạn nhé. Ok rồi, bây giờ thầy bắt đầu nói về những cái kiến thức về đọc hiểu các bạn này. Đấy, thầy bắt đầu nói về kiến thức về đọc hiểu nhé. Thì như này, thứ nhất người ta hỏi các em mình về ngữ pháp đúng không? Nghe các bạn lưu ý này, các bạn tại sao phải nghe kỹ cái video này? Bởi vì thầy sẽ không chỉ giảng kiến thức đọc hiểu mà thầy sẽ nói cả về những cái bẫy trong đọc hiểu các bạn nhé. Có những cái bẫy trong đọc hiểu và các bạn biết rồi đấy, sai cái gì thì sai, đừng bao giờ sai đọc hiểu. Bởi vì sao ạ? Trong môn ngữ văn, dù em có viết câu cuối hay đến đâu đi chăng nữa, nếu như em làm sai đọc hiểu với lộn xộn thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa các bạn nhé. Đấy, lưu ý thầy như thế. Được chưa nào? Thứ nhất, chúng ta nói về 6 thì đấy, phương thức biểu đạt nhá. Đấy, thứ nhất đó là 6 phương thức biểu đạt các bạn nhé. Đấy, 6 phương thức biểu đạt, được chưa? Ok. Đấy, thứ nhất nhá, các bạn nhớ thầy nhá. Thứ nhất này là chúng ta có 6 phương thức biểu đạt. Đúng không? Thế thì cái việc đầu tiên chúng ta phải nhớ đủ đáp án đã, đúng không? Nhớ đủ đáp án nhá. Ok. Các bạn đã chia sẻ video rồi thì các bạn nhớ comment tên, số điện thoại, địa chỉ nhá và tương tác trong cả buổi live để có cơ hội nhận được sách đọc hiểu ngữ văn lớp 12 của thầy các bạn nhé. Ok. Đấy. Được chưa nào? Các bạn lưu ý thế này, thứ nhất chúng ta nói về 6 phương thức biểu đạt đúng không ạ? 6 phương thức biểu đạt của chúng ta gồm có này. Thứ nhất là tự sự này. Đấy. Thứ hai là miêu tả này, đúng không? Thứ ba là biểu cảm này. Đấy. Thứ tư là gì đây? Nào, tự sự này, miêu tả này, biểu cảm này, đúng không? Thứ tư là nghị luận này. Đấy, được chưa nào? Thứ tư là nghị luận đấy các bạn nhé. Đấy. Thứ năm là gì đấy? Thứ năm là thuyết minh, đúng không? Đấy, nghị luận này, thuyết minh này và cuối cùng là hành trình, được chưa? Đấy, đó là gì đấy? Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh và hành trình. Ok, rồi. Thế thì như này, trên thực tế thì chẳng bao giờ người ta đưa cho em một cái đơn ly hôn xong người ta hỏi đây là phương thức biểu đạt gì, đúng không? Nhưng mà thôi, mình vẫn nên biết về nó nhá. Thầy giải thích cho các bạn này nó dễ hiểu này. Thứ nhất, hành chính là những cái văn bản có tính chất khuôn mẫu, đúng không? Có tính quy phạm pháp luật. Và nó được sử dụng để giao tiếp giữa những cơ quan nhà nước với nhau nhá, hoặc là giao tiếp giữa nhà nước với nhân dân. Ví dụ như đơn, ví dụ như thông tư, ví dụ như điều lệ, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như thông tư, ví dụ như điều lệ các bạn nhé. Đấy, được chưa nào? Thì nó sẽ là những văn bản hành chính, nó sẽ là những văn bản hành chính. Đúng không? Và thường ấy thì cái này không thi. Đấy, rất ít khi cái này người ta đưa cho em một văn bản hành chính lắm, rất ít khi thi, đúng không? Đấy. Tự sự là gì ạ? Tự sự là kể. Đấy, đúng không? Là trần thuật nhá. Miêu tả là tả, đúng không? Biểu cảm là bộc lộ cảm xúc nhá. Đấy. Biểu cảm là bộc lộ cảm xúc. Thì thật ra ấy, trên thực tế các bạn làm ba cái này này, các bạn ít khi sai lắm. Bởi vì chúng ta được rèn rất là nhiều, chúng ta được làm rất là nhiều, đúng không? Những cái đề của các thầy cô giao cho các em, đúng không ạ? Về tự sự, miêu tả, biểu cảm gần như các bạn không bao giờ sai, đúng không? Đó là kể, đó là tả, đó là bộc lộ cảm xúc, đúng không ạ? Bây giờ thầy chỉ nói về những cái các bạn hay sai thôi nhá. Đấy, đó là gì đấy? Đó là nghị luận và thuyết minh. Thế thầy giải thích cái này. Về bản chất này, nghị luận nó là đưa ra, đúng không? Đưa ra một vấn đề cần bàn luận thì nó sẽ là nghị luận. Đưa ra một vấn đề cần bàn luận, đúng không? À, bày tỏ cái suy nghĩ của người thể hiện, đúng không em? Đấy, người thể hiện văn bản, được chưa nào? Đó, thế thì sẽ đưa ra một vấn đề và bàn luận về nó thì nó gọi là nghị luận. Còn thuyết minh thì là gì đấy? Thuyết minh là giới thiệu nha các bạn nhé. Đấy, giới thiệu một vấn đề. Thế thì nếu mà mình đọc cái khái niệm ấy thì mình thấy nó hơi hơi na ná giống nhau. Một ông là bàn về một vấn đề, một ông thì giới thiệu về một vấn đề nào đó, đúng không? Và đây là mấy là cái các bạn hay làm sai này. Vậy thì từ nghị luận và thuyết minh thì thầy sẽ có một cái lời khuyên cho các bạn khi chúng ta làm đọc hiểu. Đó là gì đấy? Đó là chúng ta nên lấy ví dụ ra. Thì chúng ta sẽ gì đấy? Khi chúng ta lấy được ví dụ ra thì chúng ta sẽ phân biệt được nó với nhau. Đấy. Ví dụ nhá, bàn về ô nhiễm môi trường ở Hà Nội, đúng không? Đấy, bàn về ô nhiễm môi trường ở Hà Nội thì cái này chắc chắn là nghị luận, đúng không? Đấy, đưa ra một vấn đề, bàn luận về vấn đề đó, đúng không? Bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề, đúng không ạ? Thì nó sẽ là gì đấy? Nó sẽ phải là nghị luận nhá. Đấy, nó sẽ là nghị luận. Được chưa? Thứ hai ạ, thứ hai là gì đấy? Thứ hai là thuyết minh. Thế thì thuyết minh thì như nào các bạn? Thuyết minh thầy nói với các bạn rồi đúng không? Thuyết minh là gì đấy? Là giới thiệu một vấn đề nhá. Thuyết minh là chúng ta sẽ giới thiệu về một vấn đề. Đúng không? Đấy, ví dụ thầy ví dụ các bạn nhé. Giới thiệu về tà áo dài, đúng không? Giới thiệu về cách xào rau. Đấy.
giới thiệu về lễ hội nấu cơm đúng không ở Thanh Hóa nhé, giới thiệu về lễ hội nấu cơm ở Thanh Hóa đúng không đấy, giới thiệu về cách xào rau, giới thiệu về tà áo dài đúng không, thì những thằng này nó phải là cái gì đấy những thằng này nó bắt buộc phải là thuyết minh nhé các bạn nhé, nó phải là thuyết minh đấy. Thế thì bây giờ thầy sẽ giải thích các bạn tại sao cái thằng này nó là thuyết minh nhá. Đấy, tại sao nó là thuyết minh nhá? Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ như thế nào các bạn? Đây đây từ từ nhá, để thầy cho đầu thầy nhỏ lại nào. Ok. Đấy, các bạn ý này. Vì nhá, ví dụ này, ví dụ như cách xào rau chẳng hạn đi. Đấy, ví dụ cách xào rau nhá. Thì chúng ta phải biết rằng gì cái thời gian rau chín là bao nhiêu lâu này. Đấy. Chúng ta sẽ cho nhiều dầu mỡ hay ít dầu mỡ này. Chúng ta sẽ để lửa to hay lửa nhỏ này. Đấy, nha các bạn nhá. Ok. Đấy, chúng ta sẽ để gì đấy, chúng ta sẽ để các bạn để ở đây nhá, lửa to hay lửa nhỏ, nhiều mỡ hay ít mỡ này, đấy đúng nào, đúng không các bạn, rồi là gì đấy, thời gian là thời gian các bạn nhé, rồi là chúng ta để ý về về thời gian đúng không, đấy bao nhiêu lâu thì rau chín đúng không, đấy thế thì đây chính là thuyết minh đúng không, vậy thì sự khác biệt giữa nghị luận và thuyết minh là gì, nghị luận nó chỉ đưa ra một vấn đề về bàn luận thôi, còn thuyết minh là gì đấy, thuyết minh đó chính là thuyết minh thì sao các bạn, thuyết minh nó sẽ đưa ra cho em kiến thức về điều đó đúng không? Đấy, nó sẽ đưa ra cho em những kiến thức về vấn đề cần bàn luận đúng không? Đấy, thì đây là sự phân biệt được giữa nghị luận và thuyết minh nhá. Những cái kiến thức này nó là những cái kiến thức rất là bình thường thôi. Đấy, nhưng mà sai gì thì sai các bạn ạ, sai đọc hiểu là cái sai tức nhất các bạn nhé. Đấy, sai đọc hiểu là cái sai tức nhất đúng không? Cay đắng nhất trong cuộc đời nhá, đó là sai đọc hiểu. Tiếp tục này các bạn này, tiếp tục. Bây giờ chúng ta nói tiếp này. Sau khi mình nói về phương thức biểu đạt thì mình sẽ nói về những cái bẫy đúng không? Cái buổi học ngày hôm nay nó khác với những cái buổi học bình thường thầy Nhật dạy đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12 ấy, là ở cái gì đấy, là bởi vì thầy Nhật sẽ nói cả về những cái bẫy trong đọc hiểu nhé, đấy thầy Nhật sẽ còn nói về cả những cái bẫy trong đọc hiểu. Thế thì như này, có những cái bẫy như sau, ví dụ nhé, chúng ta biết đến cái câu hỏi cái kiểu này này các bạn này, đó là gì đấy, đó là phương thức biểu đạt chính đúng không, đấy đúng không, phương thức biểu đạt chính nhé bạn nhé, đấy được chưa, đúng nào, đây là một cái bẫy cho đọc hiểu này, ví dụ nhá, người ta hỏi các em là phương thức biểu đạt chính đúng không, chính là gì đấy, là cái phương thức biểu đạt nó nổi bật nhất trong văn bản, nó phải là nổi bật nhất nhé các bạn nhé, nó phải là nổi bật nhất trong văn bản đúng không, đấy các bạn nhớ này nhá, nó sẽ là cái phương thức biểu đạt nổi bật nhất ở trong cái văn bản đấy, hiểu ý đây không đấy nhá, nó là phương thức biểu đạt nổi bật nhất trong văn bản đấy. Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy thơ ấy, các bạn, chúng ta nhìn thấy thơ ấy, thì chúng ta vẫn hay nói với thầy là thầy thầy thơ là thánh ca của con tim đúng không? Đấy, thơ chỉ trào ra khi trong tim anh mọi thứ đã thật ứ đầy đúng không? Thì đúng rồi, nghĩa là bình thường nhé, khi chúng ta động vào thơ một cái, thì chúng ta cũng luôn biết rằng gì đấy, phần lớn đúng không? Phương thức biểu đạt chính của những bài thơ nó là biểu cảm, đấy là phần lớn. Đúng không? Bởi vì nó bày tỏ cảm xúc, đúng nào? Nó bày tỏ tâm tư tình cảm, đúng không ạ? Đấy. Thì nó thường là biểu cảm. Cái này không phải là sai, nhưng không phải là tất cả, nhé các bạn nhé. Không phải là tất cả, đúng không? Bởi vì đã có những trường hợp xảy ra, nghĩa là đấy là một bài thơ, đúng không? Nhưng nó lại đưa ra một vấn đề cần bàn luận. Ví dụ như bài thơ có tên là Con đường tắt, một bài thơ của nước ngoài ấy, các bạn ạ. Đó. Thì nó bàn về con đường tắt, nhé các bạn nhé. Đấy. Thì yếu tố, đúng nào? Thì phương thức biểu đạt chính của nó lại là nghị luận, cho nên các bạn lưu ý cho thầy nhé, đấy đồng ý hầu hết những bài thơ thì phương thức biểu đạt chính của nó là biểu cảm nhưng không phải là tất cả các bạn nhé, nhưng không phải là tất cả, có những lúc nó có thể là tự sự, có những lúc thơ vẫn có thể là nghị luận các bạn nhé, cho nên đọc hiểu phải lưu ý, không phải những cái gì chúng ta làm quen thuộc nó luôn đúng đâu các bạn nhé, cho nên đọc hiểu thầy rất muốn các bạn là phải cẩn thận, bởi vì sai gì thì sai, sai đọc hiểu là nhục nhất, nhục nhất trên đời luôn các bạn nhé, đấy đúng không, ví dụ như cái câu cuối chẳng hạn, có những cái em biết và có những cái em không biết, có những cái em không biết em không viết ra, có khi có thể người ta bỏ xí xóa bỏ qua, có thể người ta không để ý, nhưng đã là đọc hiểu nhé, đúng là đúng, sai là sai, rất rõ ràng, ok chưa các bạn, ok đây là một cái bẫy đầu tiên được chưa, ok nhá, tiếp tục này thầy nói về một cái bẫy thứ hai trong đọc hiểu ngữ văn nhé các bạn nhé, đấy trong đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12 nó vẫn có một cái bẫy nữa, một cái bẫy cực kỳ sơ đẳng luôn các bạn ạ, một cái bẫy cực kỳ sơ đẳng nha, nhưng nó vẫn sai bình thường đấy, nó vẫn có thể sai bình thường, đó là gì em cái đó là bẫy gì là cái nội dung chính của văn bản trên đúng không, đấy nội dung chính của văn bản trên,
Thật ra với câu này ấy, nói là các bạn làm sai ấy, thì nó hơi nặng lời nhá. Nói là các em làm bài và làm sai thì nó hơi nặng lời. Nhưng hầu hết các bạn làm câu này này, nếu không khéo sẽ bị thiếu điểm. Nếu như câu này là một điểm, có thể em chỉ được 0,5. Đúng không? Đấy, thầy lấy ví dụ cho các bạn xem nhá. Đó là năm 2014. Đấy, đó là năm anh chị 96 đi thi đại học. Đấy, đi thi đại học. Thế thì trong cái bài thi tốt nghiệp trung học quốc gia ấy, của anh chị sinh năm 96 nhá. Đấy, của anh chị sinh năm 96, đúng không? Thế thì trong cái bài đấy, đúng không? Đấy, trong cái bài thi của anh chị, nó thi vào bài Đất nước của Nguyễn Bình Thi. Nó có những cái câu thơ kiểu như này: trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta. Thế là học sinh đọc được hai câu đầu viết luôn nội dung chính của văn bản trên, đúng nè. Đấy, đó là niềm tự hào nhá. Đấy, đó là niềm kiêu hãnh, đúng không, của con người Việt Nam khi đứng lên làm chủ quê hương mình, làm chủ đất nước mình. Đấy, niềm tự hào, niềm kiêu hãnh, đúng không, đấy, của con người ta khi đứng lên làm chủ quê hương mình, làm chủ đất nước mình. Thật ra câu trả lời này không sai, đúng không, nhưng nếu nói là nội dung chính thì nó là thiếu, bởi vì nó vẫn còn những câu thơ khác ở dưới nữa. Đấy, đó là gì đấy: nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất, đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về. Nghĩa là nói về gì đấy, đó là sự hy sinh của những thế hệ đi trước, đúng không, với những thế hệ mai sau nhé. Đấy, với những thế hệ mai sau, đúng không ạ, sự hy sinh của những thế hệ đi trước nhá, với những thế hệ mai sau, đúng không. Vậy thì nếu câu này em chỉ trả lời là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của con người ta khi đứng lên làm chủ quê hương, làm chủ đất nước là thiếu. Nếu như câu này được một điểm thì em đã mất 0,5 điểm rồi nhá. Đấy, nó rất là đáng tiếc, đúng không. Đấy, cho nên có một lời khuyên dành cho các bạn này, các bạn để ý này này: khi người ta hỏi em về nội dung chính nhá, có thể nó là một khổ thơ đấy, đúng không. Đấy, có thể nó là một đoạn thơ, có thể nó là một khổ thơ nhá, đúng không, nhưng nó vẫn có thể có gì em biết không, có thể có nhiều nội dung chính nhá, nó vẫn có thể có nhiều nội dung chính, hiểu thấy không. Đấy nhá, nó mặc dù nó cùng một khổ thơ nhưng nó có thể có nhiều nội dung chính. Thầy nói đơn giản này: ví dụ các em học bài thơ có tên là Tây Tiến nhá, dù là chương trình mới hay chương trình cũ đều học Tây Tiến, đúng không. Đấy, thế thì các bạn biết là Tây Tiến ở khổ 2 nhá, nó có 8 câu, đúng không? Tây Tiến ở khổ 2 có 8 câu nhá. Nhưng mà 4 câu thơ đầu ấy thì nó lại nội dung khác, 4 câu thơ sau nó lại có nội dung khác. 4 câu thơ đầu là những đêm giao lưu văn hóa văn nghệ của người lính Tây Tiến với đồng bào dân tộc miền cao. Còn 4 câu thơ sau là vẻ đẹp huyền hồ của thiên nhiên sông nước miền Tây. Các bạn thấy không ạ? Vậy là cùng một khổ thơ nhá, nhưng có thể nó có đến hai nội dung chính. Các bạn thấy vấn đề gì không? Có thể vẫn là một khổ thơ đấy nhưng nó có đến tận hai nội dung chính, các bạn thấy không ạ. Vậy thì đây là một cái bẫy thứ hai trong đọc hiểu, bẫy nội dung chính. Cho nên khi em đọc một đoạn thơ, em vẫn phải lưu ý cho thầy, có thể trong một đoạn thơ nó có nhiều nội dung chính nhá. Ok các bạn, được chưa. Tiếp theo này, chúng ta nói về cái phần đọc hiểu thứ hai và đọc hiểu tiếp theo, đó là gì đấy, đó là thầy giảng cho bạn về 6 phong cách ngôn ngữ nhá các bạn nhé. Đấy, dù là chương trình cũ hay chương trình mới, chúng ta vẫn đều phải học về đọc hiểu thôi, đúng không? Đọc hiểu chương trình cũ là 3 điểm, nhưng đọc hiểu chương trình mới lại là 4 điểm, cho nên học đọc hiểu cho cẩn thận vào, đúng không? Sai gì thì sai, đừng bao giờ làm sai đọc hiểu các bạn nhé. Đấy, đó là những cái sai tồi tệ nhất các bạn nhé. Các bạn lưu ý thế này, chúng ta nói về các đáp án nhé. Thứ nhất là sinh hoạt, đúng không? Đấy, sinh hoạt nhé, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt này. Thứ hai là gì đấy? Đó là nghệ thuật này, đúng không? Đấy. Thứ ba đó là gì ạ? Khoa học này, đúng không? Thứ tư đó là chính luận này. Đấy. Thứ năm đó là gì đấy? Thứ năm đó là báo chí nhá. Và thứ sáu nó là hành chính, đúng không? Đấy. Sinh hoạt, nghệ thuật, khoa học, chính luận, báo chí và hành chính. Được chưa? Thế thì như thế này các bạn nhé. Các bạn lưu ý như thế này. Bây giờ chúng ta phải gì đấy? Phân biệt được đúng, nhớ đủ đáp án rồi. Chúng ta nhớ đủ đáp án rồi. Bây giờ chúng ta phải phân biệt được các đáp án với nhau. Thứ nhất là sinh hoạt này. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt tồn tại trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, cái này thì đứa nào cũng thuộc nhưng làm bài vẫn sai. Vậy thì vấn đề nó không phải nằm ở việc chúng ta nắm được khái niệm nhá, mà cái mà thầy cần ấy có nghĩa là các bạn nhìn vào văn bản và các bạn biết ngay mày phải là sinh hoạt. Ví dụ chúng ta nhìn thấy những văn bản như là gì đấy, thư từ này, đấy, nhật ký này, đấy, tin nhắn này, đấy, được chưa, rồi đối thoại này, được chưa nào, thư từ này, nhật ký này,
tin nhắn này, đối thoại này, thì mày phải là gì đấy? Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt nhá, mày phải là phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, được chưa? Nó tồn tại trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, nó có ở trong những văn bản như thư, nhật ký, tin nhắn, đối thoại, ok chưa? Thứ hai đó là nghệ thuật các bạn này. Nghệ thuật nó chỉ có ở đâu? Ở sáng tác văn chương. Nó chỉ có trong những tác phẩm văn học. Và thường các bạn nhìn thấy thơ ấy thì nó là phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Đấy, nói chung là đó là những tác phẩm văn tác phẩm nghệ thuật, đúng không? Đó là những tác phẩm văn học thì nó sẽ là những phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Ok. Thế còn khoa học thì sao các bạn? Khoa học chỉ tồn tại trong môi trường nghiên cứu, đúng không? Đấy, có truyền tải nội dung có chuyên môn sâu. Vậy thì chúng ta nhìn thấy khoa học ấy, ví dụ chúng ta thấy có ký hiệu này, đấy, chúng ta thấy có công thức này, chúng ta thấy có gì đấy, có thuật ngữ này, chuyên môn này, thì nó thường là khoa học. Ví dụ như các em dở một quyển sách lý, một quyển sách hóa ra, thì chắc chắn đấy là phong cách ngôn ngữ khoa học các bạn nhé. Ok, đấy, khoa học nhé. Thứ tư, đó là phong cách ngôn ngữ chính luận. Phong cách ngôn ngữ chính luận có ở trong những văn bản nghị luận đưa ra một vấn đề cần bàn luận và thể hiện quan điểm của người viết, người nói. Đúng không? Nghĩa là đơn giản là phong cách ngôn ngữ chính luận nó tồn tại trong văn bản nghị luận. Đúng không? Hiểu một cách rất đơn giản nó là như thế. Đấy, được chưa nào? Và nó thường nói về những vấn đề chính trị, xã hội. Thế thì khi mà mình nói về văn bản nghị luận ấy, thì chúng ta sẽ thấy là có một số những cái văn bản tiêu biểu như là tuyên ngôn độc lập này. Đúng không? Ví dụ như là bài phát biểu của Martin Luther King, tôi có một giấc mơ, tôi có một ước mơ này. Đấy. Rồi là gì ạ? Rồi là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến này, rồi bài phát biểu của thầy hiệu trưởng này. Đó, bài phát biểu của thầy hiệu trưởng này, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến này, tuyên ngôn độc lập này, di chúc của vua Trần Nhân Tông này. Đấy, đúng nào? Thì tất cả những cái đấy nó là phong cách ngôn ngữ chính luận các bạn nhé. Thế còn báo chí thì sao các bạn? Báo chí thì nó chỉ tồn tại trong những văn bản báo chí, mục đích của nó là để cập nhật thông tin, đúng không? Mục đích của nó là để cập nhật thông tin các bạn nhé. Thế thì trong một bài báo ấy mình nhận ra nó như nào? Thứ nhất, nó có nguồn báo này, đấy, nó có tin tức này, đấy, nó có sự kiện này, nó có nhân vật này, nó có ngày tháng này, thì nó sẽ là báo chí, nó cập nhật thông tin, đúng không? Đấy, nó có nguồn báo, nó có tin tức, nó có sự kiện, nó có nhân vật, nó có gì đấy, thông tin, đúng không nào? Đấy, để xem nào, nó có bút danh, nó có ngày tháng thì nó sẽ là báo chí nhé. Thế còn hành chính thì sao? Thầy vừa mới nói xong. Hành chính là những văn bản có tính khuôn mẫu, có tính quy phạm pháp luật, đúng không? Được dùng để giao tiếp giữa nhà nước với các cơ quan nhà nước với nhau, hoặc giao tiếp giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân nhé. Đấy, đơn, thư, đúng nào? Đấy, điều lệ, vân vân, kiểu kiểu đấy. Đơn, điều đơn nhá, điều lệ nhá. Đấy, được chưa nào? Thông tư ấy thì nó sẽ là hành chính. Ok. Thế thì bây giờ nhá, sau khi thầy nói với các bạn về phong cách ngôn ngữ này, thì thầy lại tiếp tục nói với các bạn về một cái bẫy trong cái dạng đề phong cách ngôn ngữ, đúng không? Đấy. Các bạn phải nhớ này nhá, thầy vẫn sẽ nói về các cái bẫy nhá các bạn nhá. Đấy, chứ không chỉ giảng về đọc hiểu bình thường. Thật ra cái kiến thức về đọc hiểu các em đều đã được trang bị rồi, nhưng thầy sẽ chỉ để ý đến những cái bẫy nó đã từng xảy ra khi đi thi thật thôi. Ok. Đấy. Nếu các bạn xem lại đề của anh chị khóa trên, đúng không? Ví dụ như đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đúng không? Quốc gia năm 2014 nhé. Đấy, được chưa? Thế thì sao? Thế thì trong cái đề tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2014 này này, à 2014 này này các bạn này. Cái văn bản mà người ta cho các em, đúng không? Cho anh chị khóa trên ấy, cho anh chị khóa trên của em nhé. Ok. Đấy. Ok chưa? Các bạn để ý cái này này. Các bạn để ý cái này nhé. Thế thì khi chúng ta nói về, các bạn lưu ý cái này nhé. Đấy, được chưa nào? Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2014, đúng không? Đấy, năm 2014 nhé các bạn nhé, các bạn lưu ý đây nhé, được chưa nào? Đấy, thì văn bản nó đưa cho chúng ta là văn bản gì đấy? Nó là văn bản chính, tên này này, nó nói về một vấn đề rất chính trị, đúng không? Nó nói về một vấn đề rất là chính trị, đúng không? Và cái vấn đề nó nêu ra ở đây này, đó là gì ạ? Việc đặt hạ đặt giàn khoan trái phép, giàn khoan HD981 nhé, vào vùng gì đấy, vùng biển của Việt Nam để khai thác trái phép dầu mỏ, đúng không em? Ok nhé. Thế thì đây là một cái vấn đề rất chính trị xã hội, đúng không ạ? Đúng, chính xác là như thế. Nhưng, đúng không các bạn? Đấy. Nhưng nó lại được rút ra từ một nguồn báo, nhé các bạn nhé. Đấy, được chưa? Nó có ngày tháng các bạn. Vậy thì đây là văn bản chính luận hay đây là văn bản báo chí ở okay? Nào, đây là văn bản chính luận hay đây là văn bản báo chí? Nào các bạn, thầy thầy hỏi các bạn nhé. Thế thì cái với cái câu này của anh chị khóa trên, một văn bản nói về một vấn đề rất chính trị, rất xã hội, rất thời sự, đúng không? Đấy. Được chưa nào? Việc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển của Việt Nam, đúng không? Đấy. Nhưng mà nó lại gì đấy? Nó rất là chính trị nhá, nhưng nó lại rút ra từ một nguồn báo, đúng không?
Thế thì nó là phong cách ngôn ngữ báo chí hay nó là phong cách ngôn ngữ chính luận? Ok, đấy, đúng rồi. Hà Bắc đã trả lời sai rồi nhá. Bạn bạn từ từ nhá. Bạn Thùy Vân trả lời đúng này, bạn Nguyễn Thị Thủy trả lời đúng này, bạn Trịnh Thùy Dung trả lời đúng, đúng không? Đáp án của chúng ta nhá, nó vẫn là báo chí chứ không phải là chính luận. Ok không? Đấy. Các bạn không tin, các bạn cứ dở cái đề của anh chị năm 2014 ra mà xem, đúng không? Chúng ta sẽ thấy đó là một cái bẫy mà rất nhiều người đã khóc, đúng không? Đấy, trong phòng thi. Đấy, đã khóc khi ra khỏi phòng thi bởi vì phát hiện là mình đã sai, mà sai cái gì thì sai, chứ sai đọc hiểu là nhục lắm nhá. Ok, đấy là trong cái quá trình thầy giảng các bạn thì thầy cũng nói với các bạn về những cái bẫy nhé các bạn nhé. Đấy, thầy cũng nói với các bạn về những cái bẫy, đúng 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 đúng, đúng không em? Đấy nhá các bạn nhé, thầy cũng nói về những cái bẫy trong quá trình chúng ta làm đọc hiểu, bởi vì ấy, đọc hiểu nó là như thế, đúng không? Đúng là đúng, sai là sai. Ok không? Đấy, được chưa nào? Đó, các bạn lưu ý đây nhá, các bạn lưu ý đây, đó là điều mà các bạn cần quan tâm. Được chưa nào? Các bạn lưu ý đấy. Bây giờ chúng ta nói tiếp này, bây giờ chúng ta nói tiếp nhá. Tiếp theo đó là gì đấy? Đó là sáu thao tác lập luận, đúng không? Đấy, cái này nhá làm cực kỳ hay sai nhá, đúng không? Đấy, lưu ý này nhá, đó là sáu thao tác lập luận, được chưa? Đấy, chúng ta cùng nhau nói đến sáu thao tác lập luận, ok không? Đấy, sai gì thì sai, sao đọc hiểu nhục lắm. Đấy, các bạn hiểu thế này, sáu thao tác lập luận này, thứ nhất mình nhớ đủ đáp án cho thầy, đúng không? Thứ nhất là gì này? Thứ nhất là giải thích nhá. Đấy, thứ nhất là giải thích này, đúng không? Thứ hai là phân tích này. Đấy, thứ ba là chứng minh này, đúng không? Thứ tư là gì đấy? Bình luận này. Đấy, được chưa nào? Thứ năm là so sánh này. Đấy, và thứ sáu là bác bỏ này, được chưa các bạn? Đấy, giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh và bác bỏ nhá. Đây là gì đấy? Đây là sáu thao tác của luận và nó được sử dụng trong văn nghị luận nhá. Sáu thao tác của luận nó được sử dụng trong văn nghị luận, đúng không? Và mục đích của nó là gì đấy? Mục đích của nó là để làm sáng tỏ vấn đề, đúng không? Làm sáng tỏ vấn đề nhé. Ok chưa? Rồi các bạn lưu ý thế này. Thứ nhất, giải thích là gì ạ? Giải thích là đưa ra lý lẽ để thuyết phục người khác hiểu câu chuyện theo cách của mình nhé. Giải thích. Thứ hai đó là gì đấy? Đó là phân tích. Phân tích có nghĩa là gì đấy? Chia nhỏ vấn đề, đúng không? Và đi sâu vào từng mặt của vấn đề. Chia nhỏ vấn đề và đi sâu vào từng mặt của vấn đề, đúng không? Thứ ba là chứng minh, đúng không ạ? Chứng minh là gì vậy? Nào các bạn, chứng minh là gì ạ? Nào các bạn, chứng minh là việc em đưa ra những bằng chứng, những dẫn chứng cụ thể, đúng không? Đấy. Bình luận là gì vậy? Bình luận là đưa ra ý kiến của bản thân nhé. Bình luận là đưa ra ý kiến của bản thân về vấn đề, đúng không? Thế so sánh trong cái đấy, thao tác lập luận là gì? So sánh là việc ta đối chiếu các vấn đề với nhau. Có thể là một với một, có thể là một với nhiều, có thể là gì đấy, một mặt của vấn đề này với những mặt khác của chính vấn đề ấy. Và sau khi chúng ta đối chiếu xong thì chúng ta sẽ làm gì đấy? À, chúng ta sẽ rút ra được một kết luận nào đó thì người ta gọi là thao tác lập luận so sánh. Và cuối cùng là thao tác lập luận bác bỏ nhé. Bác bỏ là gì đấy? Bác bỏ là việc mình chỉ ra ý kiến sai nhé. Đấy, bác bỏ là việc ta chỉ ra ý kiến sai, đúng không? Để làm gì đấy? Để từ đó ta chỉ ra ý kiến của ta là đúng nhá. Đấy, được chưa nào? Đấy, chỉ ra ý kiến sai để từ đó khẳng định ý kiến của chúng ta là đúng. Thì đây là sáu thao tác lập luận, đúng không? Thầy đã nói với các bạn về cái bẫy trong phần nội dung chính. Thầy đã nói với các bạn về cái bẫy trong phần phương thức biểu đạt chính của thơ. Thầy đã nói với các bạn về cái bẫy của phong cách ngôn ngữ các bạn nhé. Đấy, còn thao tác lập luận thì hiển nhiên là nó là một cái bẫy rồi, bởi vì chúng ta nhiều khi chúng ta đọc xong mà chúng ta cũng chẳng biết là nó là thao tác lập luận gì. Đấy, cho nên các bạn bắt buộc phải rất là thuộc về khái niệm. Giải thích là đưa ra lý lẽ, phân tích là đưa chia nhỏ về đi sâu, chứng minh là đưa ra bằng chứng, bình luận là đưa ra ý kiến của bản thân, so sánh là đối chiếu và kết luận lại vấn đề, bác bỏ là chỉ ra ý kiến sai và từ đó khẳng định ý kiến của chúng ta là đúng nhá. Ok chưa các bạn? Rồi các bạn nhớ thầy nhá. Đấy, đó là sáu thao tác lập luận. Đó là sáu thao tác lập luận, các bạn lưu ý này, đó là sáu thao tác lập luận. Các bạn lưu ý này, với 100 bạn học sinh tương tác nhiệt tình nhất trong buổi tối ngày hôm nay thì các bạn có cơ hội nhận được cuốn sách mới cứng của thầy, đó là 150 đề đọc hiểu kèm đáp án chi tiết môn ngữ văn. Đó. Và thầy tặng các bạn cuốn này với 100 bạn tương tác nhiệt tình nhất. Và các bạn lưu nhá, các bạn phải chia sẻ video này và các bạn phải comment cho thầy tên, số điện thoại, địa chỉ nhá. Không thầy không biết đằng nào mà ship sách đâu các bạn nhá. Ok chưa? Đấy. Hãy tương tác nhiệt tình với thầy Nhật. Ok chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta nói về một cái vấn đề nữa có đọc hiểu này. Ở đọc hiểu ấy, người ta còn hỏi các em về gì đấy? À,
người ta còn hỏi các em về biện pháp tu từ đúng không? Đấy. Nhưng hầu hết chúng ta đều bịa ra hiệu quả nghệ thuật. Các bạn nhớ này này. Được chưa? Đấy. Đúng không? Chúng ta phải nhớ thầy nhé. Thứ nhất là gì đấy? Biện pháp tu từ này. Nhưng các em phải nhớ thêm một thầy là gì đấy? Hiệu quả nghệ thuật nữa. Đúng không? Hầu hết cái này chúng ta được dạy rồi. Đúng không? Đấy. Nhưng cái này này chúng ta toàn bịa này. Đấy. Ví dụ như là thủ pháp nghệ thuật so sánh là để nhấn mạnh rồi. Thủ pháp nghệ thuật so sánh là để thể hiện tình yêu quê hương, tình yêu đất nước của tác giả, rồi thể hiện niềm tự hào, niềm kiêu hãnh. Đấy là chém. Không có cái thủ pháp nghệ thuật nào như thế cả. Đúng không? Ok nhá. Đấy. Đấy là chém các bạn nhá. Đấy không phải là chuẩn đâu. Ok nhá. Thế thì bây như này, chúng ta sẽ học lại từng cái một này. Đó, hiệu quả nghệ thuật. Đúng không? Người ta luôn hỏi các em như thế. Người ta sẽ hỏi thủ pháp nghệ thuật này là thủ pháp nghệ thuật gì? Và ok, anh tìm ra thủ pháp nghệ thuật rồi. Anh hãy chỉ cho tôi là gì đấy? Hiệu quả nghệ thuật của nó là gì ạ? Ok, đấy. Cái cách hỏi người ta luôn là như vậy. Nhá. Bây giờ thầy bắt đầu nói về từng cái một nhé các bạn nhé. Thứ nhất là so sánh. Đúng không? Đấy, được chưa? Thế hiệu quả nghệ thuật là so sánh là gì ạ? Hầu hết là người ta dùng từ như với từ là ấy. Đúng không em? Đấy, người ta cứ dùng từ như với từ là ấy thì nó là so sánh. Đúng không? Đấy. Thế thì so sánh cái hiệu quả nghệ thuật của nó là gì? Ví dụ, ôi thằng này ngu đấy. Ngu thì chả biết là nó ngu như thế nào. À, thằng này ngu như bò. À, hiểu rồi. Đấy. Rồi, thằng này cao lắm. Cao như nào? Cao như cái sào, sào ấy. Đúng không? Ví dụ thế. Thế thì đấy là so sánh. Đúng không? Đấy là việc dùng từ như hoặc từ là. Và hiệu quả nghệ thuật của phép so sánh là gì đấy? Đó là tăng sức gợi hình gợi cảm em nhé. Đấy, được chưa? Đó là tăng sức gợi hình gợi cảm đúng không? Đấy, làm cho sự vật hiện tượng trở nên sinh động hơn, dễ hình dung hơn. Đấy là hiệu quả nghệ thuật của so sánh đúng không? Ôi, ok, Thanh Tuấn comment trả lời hoàn toàn chính xác nhé. Thứ hai đó là nhân hóa. Đó là lưu ý đây này. Đấy, thứ hai đó là nhân hóa các bạn nhé. Đấy, nhân hóa thì sao ạ? Nhân hóa thì sao ạ? Các bạn nghe nó này. Ví dụ chúng ta nói về nhân hóa nhé, nhân hóa là việc em sử dụng từ cho người để áp dụng cho vật hoặc sự vật đúng không? Đấy, ví dụ như là gì đấy, học sinh nói với thầy là như này này, những chị lúa phất phơ bím tóc kiểu đấy, đấy thì đấy là gì đấy, đấy là nhân hóa đúng không? Đấy, những chị lúa mà lại có bím tóc thì chắc chắn đấy là nhân hóa rồi. Đấy, thế thì hiệu quả nghệ thuật của nhân hóa là gì ạ? Hiệu quả nghệ thuật của nhân hóa là gì ạ? Nào các bạn comment cho thầy biết nào. Thầy để thầy đọc comment nào xem nào. À, lại tăng sức gợi hình gợi cảm à? Ok, lại làm sinh động à? Không, này nhá. Nhân hóa là gì đấy? Làm cho sự vật hiện tượng trở nên có hồn, đúng không? Và trở nên gần gũi với chúng ta. Đúng không? Trở nên có hồn và trở nên gần gũi thì nó là nhân hóa, đúng không? Đấy. Ví dụ như trong bài Người lái đò sông Đà nhá. Nguyễn Tuân không biết là sông Đà được khơi nguồn từ Trung Quốc. Nguyễn Tuân viết là sông Đà được khai sinh. Nguyễn Tuân không viết là sông Đà chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Nguyễn Tuân viết là sông Đà xin nhập quốc tịch Việt Nam. Nguyễn Tuân không viết là sông Đà mở rộng dần ra. Nguyễn Tuân viết là sông Đà trưởng thành dần lên. Dưới ngòi bút nghệ thuật nhân hóa điêu luyện của nhà văn Nguyễn Tuân, sông Đà thực sự trở thành một sinh thể có hồn và có cá tính, đúng không? Ok. Đó là hiệu quả nghệ thuật của nhân hóa, làm cho sự vật trở nên có hồn hơn và gần gũi hơn. Ok. Thứ ba đó là liệt kê. Nhưng các bạn nhé, liệt kê là gì ạ? Liệt kê là việc em chỉ ra hàng loạt. Đấy, các bạn nhớ này nhé. Liệt kê là việc em chỉ ra hàng loạt đúng không? Đấy, chỉ ra hàng loạt những sự vật hiện tượng đúng không? Đấy, có ít nhất một nét tương đồng. Đấy. Ví dụ như thầy hỏi bạn Lê Thúy Nga em ăn cơm chưa? Thế thì bạn Lê Thúy Nga bảo là em chưa ăn cơm thì thầy chỉ biết là bạn Nga chưa ăn cơm á. Hoặc là bạn Nga bảo là em ăn cơm rồi thì thầy cũng chỉ biết là bạn Nga ăn cơm rồi thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn bạn Nga mà bạn ấy bảo là em ăn cơm với xoài, em ăn cơm với sờ tinh, em ăn cơm với cả mắm tôm thì đấy là gì ạ? Đấy chính là liệt kê. Đấy chính là liệt kê các bạn nhé. Vậy thì liệt kê các bạn ý đến đây này. Vậy thì hiệu quả nghệ thuật liệt kê là gì? Nếu thầy không hỏi bạn Ngà ăn cơm với gì, thầy sẽ không thể được bạn Ngà liệt kê ra những món ăn bạn Ngà đã từng ăn, đúng không? Ok. Và chính vì thế ta nhận thấy này, hiệu quả nghệ thuật của liệt kê là gì đấy? Hiệu quả nghệ thuật của liệt kê là gì ạ? Hiệu quả của nghệ thuật của liệt kê đó là gì các bạn? Đó chính là làm cho thông tin nhé, làm cho thông tin trở nên cụ thể và chi tiết đúng không? Làm cho thông tin trở nên cụ thể và chi tiết. Ví dụ như trong trường hợp các bạn 2K7 ấy, ở đây thầy biết có các bạn học sinh 2K7. Thì các bạn học sinh lên 2K7 ấy, các bạn thấy là trong chương trình mới nhá, dù là sách giáo khoa đúng không? Đấy, cánh diều kết nối tri thức hay là chân trời sáng tạo nhá, thì các bạn cũng đều phải học đúng không? Đó là gì ạ? Các bạn đều phải học tác phẩm tuyên ngôn độc lập. Giống anh chị 2K6. Thế thì Bác Hồ cũng thế, đúng không? Bác Hồ đã liệt kê ra hàng loạt những tội ác của thực dân Pháp để khiến cho kẻ thù không thể chối cãi được. Nhá, đấy. Khiến cho kẻ thù không thể chối cãi được, đúng không? Thì đấy chính là gì đấy? Đấy là nghệ thuật liệt kê.
Ok chưa? Tiếp tục nhé. Chúng ta nói đến đó là nghệ thuật điệp, đúng không? Phép điệp này các bạn này. Đấy, điệp nhé. Điệp thì nó có 3 loại điệp, đúng không? Một là điệp từ, đúng không? Hai là điệp ngữ nhé. Và ba là điệp gì đấy? Điệp cấu trúc, đúng không? Đấy. Về bản chất điệp là nhắc đi nhắc lại. Điệp từ là nhắc đi nhắc lại một từ này. Điệp ngữ là nhắc đi lại một cụm từ này. Điệp cấu trúc là nhắc đi lại một kết cấu câu, đúng không? Đấy, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc. Ok, được chưa nào? Vậy thì hiệu quả nghệ thuật của điệp là gì ạ? Thứ nhất, các em luôn chỉ ra được đó là nhấn mạnh nhá. Đấy. Và câu chuyện này lại tiếp tục xảy từng xảy ra đối với học sinh thi đại học năm 2014 nhá. Đấy, 2014 đó đã từng xảy ra. Và nó xảy ra như thế nào các em biết không? Nghĩa là hầu hết anh chị khóa trên chỉ nhớ được gì đấy, hiệu quả nghệ thuật của phép điệp là nhấn mạnh. Đúng không? Mà anh chị khóa trên quên mất rằng, đúng không? Phép điệp ấy nếu mà được sử dụng trong thơ ấy, nó sẽ tạo ra âm điệu cho đoạn thơ. Vì một bài thơ hay, một ca khúc hay, khi nội dung ta còn chưa nắm rõ thì âm điệu đã xâm nhập vào hồn ta từ bao giờ. Còn nếu như nó được sử dụng trong văn xuôi ấy thì nó sẽ tạo ra sự liên kết về mặt nội dung. Các bạn nhé. Đấy, các bạn hình dung chưa? Phép điệp thứ nhất là nó là nhấn mạnh, nó luôn là nhấn mạnh rồi. Nhưng phải lưu ý, nếu trong thơ thì phép điệp tạo ra âm điệu, đúng không? Nếu trong văn xuôi thì phép điệp tạo ra sự liên kết, đúng không? Còn học sinh mà dùng phép điệp thì người ta gọi là lủng củng. Đấy, được chưa? Ok nhá. Rồi ok. Tiếp tục này. Chúng ta nói tiếp này. Tiếp theo đó là nghệ thuật đảo ngữ. Nè, các bạn nhớ này này. Tiếp theo là nghệ thuật đảo ngữ. Thế nghệ thuật đảo ngữ là cái gì ạ? Nghệ thuật đảo ngữ là gì? Hiểu một cách đơn giản nhé. Đảo ngữ là việc em thay đổi trật tự, đúng không? Đấy. Thay đổi về trật tự từ, đúng không? Trong một cụm từ. Đấy, được chưa nào? Trong một cụm từ nào đấy hoặc là trong một câu nào đấy. Ví dụ như nhà thơ Huy Cận đã từng viết là gì đấy? Củi một cành khô lạc mấy dòng nhá. Đấy. Củi một cành khô. Nhà thơ này không viết là gì đấy? Một cành củi khô, đúng không? Đấy. Không viết là một cành củi khô mà ông ấy lại đảo lên thành gì đấy? Củi một cành khô. Ông ấy nhấn mạnh vào từ củi này, đúng không? Hình ảnh của một cái tôi bơ vơ lạc lõng thiếu sức sống, đúng không? Đó là trí thức, một người trí thức tiểu tư sản, đúng không? Đang rơi vào tình cảnh mất nước, đúng không nào? Đấy, nỗi lòng của một con dân mất nước. Cho nên là gì đấy? Đó là từ củi được đảo lên trên đầu, thiếu sức sống, lạc lõng bơ vơ, đúng không? Đấy là nghệ thuật đảo ngữ. Và hiệu quả nghệ thuật của đảo ngữ là gì đấy? Nó sẽ luôn luôn là gì đấy? Nhấn mạnh vào cái từ được đảo lên phía trước thì nó là đảo ngữ. Ok nhé các bạn nhé. Rồi, đảo ngữ tác dụng là gì đấy? Đây, nhấn mạnh vào cái từ được đảo lên phía trước, đúng không? Đấy. Được chưa nào? Đúng nào? Nhấn mạnh vào từ củi nhá, nhấn mạnh vào tình trạng của gì đấy, của sự vật, đúng không? Đó là gì đấy? Thiếu sức sống, bơ vơ, lạc lõng, cô đơn. Ok. Đấy, thả trôi giữa dòng. Ok nhá. Thế thì đấy là hiệu quả nghệ thuật của đảo ngữ này. Rồi là chúng ta đã nói về phép điệp này, liệt kê này, nhân hóa này, so sánh này. Đấy. Thế bây giờ chúng ta nói về ẩn dụ đi. Các bạn nhìn này, các bạn để ý này. Mặc dù có nhiều anh chị lớp 12 đấy, đúng không? Đấy. Nhưng lại không biết thế nào là ẩn dụ, không phân biệt được ẩn dụ và hoán dụ, đúng không? Đấy, thậm chí cũng chả hiểu cái thứ cái nghĩa chuyển gọi là cái gì. Đấy, nhiều thầy cô cứ nói là nghĩa chuyển nhưng mà chả biết nghĩa chuyển là gì. Thế thầy giải thích các bạn như này nhé. Thứ nhất ấy, chúng thầy sẽ giúp cho các bạn không bao giờ phải sợ ẩn dụ và hoán dụ nữa. Ẩn dụ là gì? Là hai thằng bằng nhau, đúng không? Lấy cái A để chỉ cái B, lấy cái A để so sánh ngầm với cái B, đúng không? Lấy A chỉ B, lấy hai cái thằng tương đồng với nhau để nói với nhau. Ví dụ này, ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, đúng không? Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ nhá. Đấy, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Vậy thì ẩn dụ nó nằm ở đâu? Nào các bạn, đi này. Mặt trời ở đây này, ở câu thơ thứ hai này, đúng không? Đó chính là được gì đấy? Ẩn dụ để chỉ Bác Hồ nhá. Mặt trời ở trên là mặt trời nhân hóa, mặt trời ở dưới là mặt trời ẩn dụ, đúng không? Đấy. Thì các bạn sẽ hỏi thầy là: "Thầy ơi thầy, thế hiệu quả nghệ thuật của ẩn dụ là gì?" Thì thầy cũng giải thích luôn nhé. Về mặt nghĩa đen, mặt trời vẫn là mặt trời, đúng không? Nhưng về mặt nghĩa bóng, nghĩa chuyển nhé các bạn nhé. Nghĩa chuyển, đúng không? Nghĩa bóng, nghĩa chuyển thì lại là Bác Hồ. Vậy thì hiệu quả nghệ thuật của ẩn dụ là gì? Là tạo thêm nghĩa cho từ nhá. Đấy. Tạo thêm nghĩa chuyển nhá. Tạo thêm nghĩa bóng cho từ. Đấy. Tạo thêm nghĩa cho từ. Đó là nghệ thuật ẩn dụ, đúng không? So sánh ngầm, ví von ngầm ấy. Đấy. Thì nó là ẩn dụ nhá. Bây giờ chúng ta nói về hoán dụ này. Đấy. Chúng ta nói về hoán dụ nhá. Nào, hoán dụ. Khi chúng ta nói về hoán dụ, các em lưu ý này này. Hoán dụ nó có nhiều kiểu hoán dụ lắm, đúng không? Và các bạn lưu ý này. Hoán dụ là lấy những thằng gì đấy gần gũi với nhau để gọi nhau. Lấy những thằng tương cận, lấy những thằng gần gũi với nhau để gọi nhau thì nó gọi là hoán dụ. Ví dụ như này nhá. Hoặc cái hoán dụ thứ nhất mà các bạn hay hay biết hay nhớ ấy, đó là gì đấy?
Đó là hoán dụ lấy bộ phận để chỉ toàn thể, đúng không? Lấy bộ phận để chỉ toàn thể. Đấy, đấy là hoán dụ nhé. Ví dụ như này, áo chàm đưa buổi phân ly. Áo chàm là gì đấy? Là hoán dụ rồi. Bởi vì áo chàm là bộ phận, đúng không? Áo chàm trong bài thơ Việt Bắc là để chỉ ai đấy? Là để chỉ nhân dân Việt Bắc. Đấy, các bạn thấy không? Lấy áo chàm để chỉ nhân dân Việt Bắc. Lấy bộ phận để chỉ toàn thể. Một nhé. Đấy, một này. Đấy, loại thứ nhất. Loại thứ hai, hoán dụ thứ hai này là lấy cái chứa đựng để nói về cái bị chứa đựng, đúng không? Lấy cái chứa đựng để nói về cái bị chứa đựng. Thế thì đối với cái chứa đựng để nói về cái bị chứa đựng thì sao? Đúng không? Lấy cái chứa đựng này để nói về cái bị chứa đựng này. Ví dụ như câu thơ như này nhé. Vì sao trái đất nặng ân tình, đúng không? Vì sao trái đất nặng ân tình, đúng không? Đấy. Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh. Đấy. Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh. Ok chưa? Thế thì ở đây hoán dụ ấy, đó chính là trái đất, đúng không? Trái đất là cái chứa đựng các bạn nhé. Đấy. Còn cái bị chứa đựng ở đây này, đó là gì đấy? Đó là nhân loại, đúng không? Đấy. Tại sao nhân loại trên thế giới cứ nhắc mãi tên người, đúng không? Đấy. Tại sao trái đất nặng ân tình, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là mọi người đều yêu thương Bác Hồ, đều gì đấy? Kính trọng Bác Hồ, đúng không nào? Đấy. Nhắc mãi đến tên của Bác Hồ, ví dụ thế, đúng không? Bởi vì Bác là danh nhân văn hóa thế giới mà các bạn, đúng không? Đấy, được chưa nào? Thế thì các bạn nhớ thầy nhá. Được chưa? Đúng chưa các bạn? Các bạn nhớ thầy nhá. Đây là gì đấy? Lấy cái chứa đựng để nói về cái bị chứa đựng này, đúng không? Hoán dụ thứ ba này, đó là gì đấy? Hoán dụ thứ ba này là lấy cái cụ thể. Lấy cái cụ thể này để chỉ cái trừu tượng, đúng không? Lấy cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng. Ví dụ là gì đấy? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thế thì một cây này này các bạn này, một cây này và ba cây này, đúng không? Một cây nó là cái gì ở đây? Nó là cái cụ thể đấy, và cái trừu tượng của nó là gì đây? Là thể hiện sự đơn độc, đúng không? Một cây là thể hiện sự đơn độc này, còn ba cây là thể hiện gì đấy? Ba cây là thể hiện sự đoàn kết nhá. Ba cây là thể hiện sự đoàn kết. Một cây là để chỉ sự đơn độc, còn ba cây là để chỉ sự đoàn kết. Ok chưa? Đó là gì đấy? Lấy cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng. Ok, lấy cụ thể chỉ cái trừu tượng nhé. Ok, thứ tư nữa là gì ở đây? Thứ tư nhé, đó là gì đấy? Lấy đặc điểm, đúng không? Lấy đặc điểm nhé. Đấy, để chỉ gì đấy? Để chỉ sự vật, đúng không? Lấy đặc điểm để chỉ sự vật, đúng không? Lấy đặc điểm chỉ sự vật. Ví dụ là gì đấy? Kẻ đầu bạc, đúng không? Đấy, tiễn người đầu xanh, đúng không anh? Đây cũng là hoán dụ nhé. Đầu bạc và đầu xanh là đặc điểm, đúng không? Đầu bạc để chỉ người già, đúng không? Còn đầu xanh là để chỉ người trẻ. Đó là những cái hoàn cảnh rất bi kịch, đó là người già đi tiễn đưa người trẻ, là vì thế đấy các bạn nhé. Ok, thế thì đây chính là những cái mà thầy nói với các bạn về đọc hiểu. Và các bạn lưu ý thầy nhé, hoán dụ và ẩn dụ, hiệu quả nghệ thuật của nó là giống nhau, nó tạo thêm nghĩa chuyển cho từ, đúng không? Các bạn hãy hỏi thầy nghĩa chuyển ấy, thầy là giải thích đơn giản thôi, nghĩa chuyển là nghĩa bóng, đúng không? Là cái nghĩa nó được tạo ra thêm ấy, đúng không? Từ nghệ thuật ẩn dụ và hoán dụ thì người ta gọi là nghĩa chuyển. Ok chưa các bạn? Rồi, ok. Đấy. Siêu phút dành cho quảng cáo. Các bạn nghe thầy nói này, ngày mai nhá, ngày mai này, được chưa nào? Sẽ có danh sách 100 bạn học sinh. Đấy. Tương tác nhiệt tình nhất trong buổi live ngày hôm nay, đúng không? Đấy. Đã chia sẻ video và comment tên số điện thoại địa chỉ nhá, thì ngày mai thầy sẽ thông báo kết quả ở trên nhóm này. Đấy. Và chúc các em giành được cuốn sách 150 đề đọc hiểu môn ngữ văn lớp 12 của thầy nhỉ. Ok. Đấy. Được chưa? Ok. Thế thì đối với các bạn học sinh 2K7 thân mến, các bạn lưu ý thế này. Đối với học sinh 2K7 thân mến nhé. Nếu như các em ở Hà Nội và các em muốn học lớp học của thầy Nhật, đúng không? Thì tháng 7 này, đúng không? Sau khi anh chị 2K6 thi xong thì thầy sẽ mở lớp học học trực tiếp tại Hà Nội, địa chỉ là số 8 ngõ 17 Tạ Quang Biểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đấy, dành cho các bạn học sinh học học ở Hà Nội, ok? Đó, các bạn cũng có thể đăng ký ngay từ bây giờ. Đấy, tháng 7 thầy sẽ gọi các bạn đi học nhá. Còn đối với các bạn học sinh 2K7 trên toàn quốc ở ở xa ấy, ở toàn quốc nhá, thì chúng ta đã có khóa học dành cho học sinh 2K7 ôn thi môn ngữ văn lớp 12, chinh phục 9 cộng thì đào cùng thầy Nhật, đúng không? Đấy, thầy đã có lớp đấy rồi nhá. Và lớp thầy được 100 bạn học sinh 2K7 theo học rồi nhá. Đấy, theo chương trình mới môn ngữ văn lớp 12. Và các bạn đều biết văn là môn bắt buộc đúng không? Đấy, và học rất là khó bởi vì chúng ta có đến 67 tác phẩm liền cơ. Nào, về lộ trình của khóa học này, chúng ta sẽ có 3 khóa học trong một. Khóa thứ nhất đó là khóa live C. Thầy sẽ giảng cho các bạn tất cả những vấn đề về lý thuyết môn ngữ văn lớp 12, gồm có đọc hiểu này, đúng không? Gồm có nghị luận xã hội này,
gồm có lý luận văn học này, gồm có nghị luận văn học. Đấy, đấy là cái phần gì đây? Đây là kho bài giảng của chúng ta. Đọc hiểu, nghị luận xã hội, nghị luận văn học, lý luận văn học. Đấy, đấy là khóa đầu tiên, khóa chuyên đề, live stream. Khóa thứ hai các bạn sẽ được học đó là khóa live stream, sẽ là luyện đề và chấm chữa bài. Luyện đề và chấm chữa bài các bạn nhé. Đấy, luyện đề và chấm chữa bài. Một một đúng không? Chúng ta sẽ được chấm bài. Bởi vì đối với 2K7 ấy, thì người ta lại rất quan trọng luyện đề. Bởi vì sao? Cái mà giáo viên sẽ hướng cho học sinh không phải là văn mẫu. Đấy. Rồi là viết ra những quyển văn mẫu chả có ai đọc đâu. Bởi vì học sinh 2K7 thi ngoài sách. Mà cái mà học sinh 2K7 cần đó là kỹ năng. Vậy thì thầy cô phải là những người rèn cho các em kỹ năng. Đấy, rèn cho các em kỹ năng. Cho nên việc luyện đề là cực kỳ cần thiết, làm đề nhiều cho quen tay. Đó. Và cuối cùng là trước khi các bạn đi thi thì các bạn sẽ đến với Liger. Đó là các bạn sẽ được rà soát lại kiến thức một lần nữa rồi chúng ta đi thi. Đấy là lộ trình khóa học, đó là Live C, Live T và Live G, chuyên đề, luyện đề và tổng ôn nhá. Sách mà các bạn học sinh 2K7 khi đăng ký học với thầy ấy thì các bạn sẽ nhận 6 cuốn. Cuốn thứ nhất mà anh chị khóa trên không có, đó là cuốn Sơ đồ tư duy. Sơ đồ tư duy của 2K7 khác hoàn toàn với sơ đồ tư duy của 2K6. Bởi vì sơ đồ tư duy của 2K7 là gì đấy? Là đặc trưng thể loại nhá các bạn nhé, là đặc trưng thể loại. Đúng không? Thơ là gì? Đấy. Ký là gì? Kịch là gì? Đúng không? Đấy. Đọc ký thì như thế nào? Đọc kịch thì như thế nào? Đấy. Đọc một văn bản thông tin thì như thế nào? Đấy. Đọc một văn bản nghị luận thì như thế nào? Đó. Đây là sơ đồ tư duy 100% in màu của 2K7 nhá. Đây là cuốn đầu tiên. Cuốn thứ hai các bạn được tặng khi đăng ký học với thầy Nhật. Cuốn này anh chị 2K6 cũng không có này. Đó là cuốn Bộ công cụ công phá tất cả các đặc trưng thể loại văn học lớp 12. Chương trình lớp 12 mới sẽ đọc văn bản theo đặc trưng thể loại, đúng không? Vậy thì các em phải biết này, thơ là gì, đọc thơ thì đọc như thế nào, đúng không? Đấy, đúng không? Chuyện là gì, tiểu thuyết là gì, đọc chuyện thì phải đọc cái gì, đọc tiểu thuyết đọc cái gì, đúng không? Văn học kịch, kịch là gì, đọc kịch thì phải đọc cái gì, quan tâm vào điều gì, phân tích như thế nào. Ký văn học là gì, có các thể loại ký nào. Đấy, đây là một cuốn công thức môn ngữ văn lớp 12 đó, lần đầu tiên môn văn có công thức các bạn nhé. Ok, tuy nhiên là những cái thầy dạy các em khoanh lụi cũng không giúp được các em làm được môn văn đâu, cho nên thầy Nhật vẫn sẽ là người sẽ đồng hành với các em. Đây là cuốn thứ hai các bạn được tặng, đó là bộ công cụ công phá, đúng không? Đấy, tất cả thể đặc trưng thể loại ngữ văn lớp 12. Cuốn thứ ba các bạn được tặng đó là cuốn lý luận văn học 9 cộng môn ngữ văn lớp 12. Sẽ có kiến thức lý luận văn học này và có nhận định văn học này, đấy, sưu tầm này và sẽ có cả cách đưa lý luận văn học vào bài nhé các bạn nhé. Đây là cuốn lý luận văn học ngữ văn lớp 12. Được chưa? Cuốn thứ ba các bạn được thầy tặng đó là một cuốn rất hay mà trên thị trường không ai có. Đó là cuốn 50 đề thi minh họa môn ngữ văn lớp 12. Và đề minh họa thầy soạn nhé là 50 đề. Và nó làm theo chương trình mới, có nghĩa là gì các em biết không? Có nghĩa là đọc hiểu 4 điểm, nghị luận xã hội 4 điểm, nghị luận văn học, tác phẩm ngoài sách 2 điểm. Đấy, đây là cuốn thứ tư các bạn được tặng này. Cuốn thứ năm các bạn được tặng đó là cuốn gì ạ? 300 bài văn nghị luận xã hội các chủ đề. Bởi vì từ 2025 thì nghị luận xã hội chiếm 4 điểm và nó là bài văn 600 chữ nhá. Và cuốn thứ sáu các bạn được tặng đó là cuốn 150 đề đọc hiểu kèm đáp án chi tiết. Đấy, các bạn sẽ được tặng 6 cuốn sách này khi đăng ký học với thầy Nhật. Đó. Thầy đã trang bị các bạn đủ kiến thức rồi. Mặc dù sách giáo khoa các bạn còn chưa xuất bản nhưng thầy đã xuất bản xong hết, đúng không? Đấy, 6 cuốn sách ôn thi đại học tham khảo chuẩn bị sẵn 2K7 rồi. Đúng không? Các bạn đăng ký học với thầy thì các bạn đang được ưu đãi giảm giá 50% từ 4.000k còn 1.800k học từ bây giờ cho đến lúc các bạn đi thi luôn nhá. Đăng ký học thì các bạn có thể inbox cho fanpage của thầy. Đấy, lớp văn thầy Nhật. Đấy, thầy Nhật sẵn sàng đồng hành cùng các em. 1,3 triệu follow, đúng không? Đấy, được chưa nào? Và như chúng ta đã biết thì khóa 2K5 thầy đã có 500 anh chị được điểm 9 9 cộng thi đại học, 9 điểm văn thi đại học. Đấy. Đấy, và kỷ lục sinh ra để phá vỡ. Thầy hy vọng là 2K6 và 2K7 nhá. Chăm chỉ học hành, đúng không? Đấy, theo học thầy và chúng ta sẽ phá kỷ lục của anh chị khóa trên. Bởi vì kỷ lục sinh ra để phá vỡ. Và chúc các bạn may mắn. Thầy Nhật yêu các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream sau. Ngày mai thì các bạn nhớ vào trong cái nhóm của thầy nhá để xem là các bạn có tên trong danh sách của những bạn học sinh may mắn nhận được cuốn 150 đề đọc hiểu của thầy không nhá các bạn nhá. Đấy, 150 đề đọc hiểu ngữ văn nhá. Đối với 2K7 thì đọc hiểu sẽ chiếm đến 4 điểm. Đấy, và các bạn lưu ý, ngày mai thì thầy sẽ công bố giải ở trong trong nhóm 2K7 học sinh lớp văn Nhật. Đây là nhóm công khai các bạn nhá. Đấy, đây là nhóm công khai các bạn nhá. Ok, chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream.